Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hoài. Qua bài học sẽ giúp các em thấy được tình cảm anh em ruột thịt thắm thiết, sâu nặng và nỗi đau khổ của những đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh bố mẹ ly dị, đồng thời thấy được những đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn. Sau đây là 5 đề bài hay về tác phẩm. Đề bài 1. Em hãy đóng vai bé Thủy kể lại chuyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê. Bài làm. Tôi là Thủy, một cô bé lớn lên trong gia đình khá giả. Tôi có một người anh trai vô cùng yêu thương mình và tôi cũng rất quý mến anh ấy. Tên của anh ấy là Thành. Từ nhỏ, tôi và anh Thành luôn yêu thương và ở bên cạnh nhau. Chiều nào chúng tôi cũng đi học về cùng nhau. Mỗi khi học bài, có gì không hiểu thì anh trai tôi luôn sẵn sàng giải đáp. Có lần anh trai tôi đi đá bóng, làm rách áo nên không dám về nhà. Thế là tôi đã mang kim chỉ ra tận sân bóng vá áo cho anh. Mọi người xung quanh, ai cũng khen anh em tôi luôn biết quan tâm cho nhau. Ấy vậy mà, một ngày tin dữ lại đến với gia đình tôi. Bố và mẹ quyết định không sống cùng nhau nữa. Vậy nên tôi sẽ phải cùng mẹ về quê sống, xa rời bố và anh trai. Sau khi biết tin ấy, đêm nào tôi cũng bật khóc tức tưởi đến sưng cả hai mắt. Không có lúc nào tôi ngừng cầu nguyện rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi mà chẳng có dấu hiệu nào để tôi tỉnh giấc cả. Thế rồi một buổi sáng nọ, mẹ bảo anh em tôi hãy chia đồ chơi ra đi. Đồ chơi của chúng tôi chẳng có gì nhiều và chúng tôi cũng chẳng muốn chia ra để làm gì. Bởi lúc ấy, tôi và anh trai đang chìm trong sự đau khổ của sự chia ly. Thế rồi anh trai quyết định để hết đồ chơi lại cho tôi. Tôi cảm động và thương anh lắm. Nhưng tôi chợt nhận ra không thể làm như vậy được. Vì nếu không có vệ sĩ thì anh sẽ lại nằm mơ thấy ác mộng mất. Nhưng lại cũng không thể tách vệ sĩ và em nhỏ ra được. Như vậy sẽ tội nghiệp lắm. Càng suy nghĩ, mọi chuyện lại đi vào bế tắc. Trong lúc ấy, anh Thành quyết định dẫn tôi đến tạm biệt trường học. Trên đường đến trường, nhìn những cảnh vật thân thuộc mà lòng em đau nhói. Chưa bao giờ em thấy con đường này ngắn đến thế. Bởi em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không được trở lại nơi này nữa. Đến trường, nhìn khắp sân trường, những cột cờ, gốc cây, tấm bảng, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Không chỉ bởi vì tôi sẽ không được quay lại thăm trường nữa, mà còn bởi vì từ bây giờ tôi sẽ không được đi học nữa. Khi biết điều đó, cô giáo và bạn bè ai cũng rất buồn. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi mà. Sợ ảnh hưởng đến lớp học, tôi vội chạy ra khỏi trường. Vừa về đến nhà, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng. Mấy cô chú hàng xóm đang giúp mẹ tôi vác đồ lên xe. Tôi ngạc nhiên đến như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Thế rồi trong khoảnh khắc đó, tôi vội chạy vào nhà, mở thùng đồ chơi ra, lấy vệ sĩ ra, đặt chúng cạnh nhau trên giường của anh Thành và dặn dò. Vệ sĩ thân yêu ở lại nhé, ở lại gác cho anh tao ngủ nhé. Xa mày, con em nhỏ sẽ buồn lắm đấy, nhưng biết làm thế nào. Rồi tôi lại vội dặn anh. Anh ơi, bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em vá cho anh nhé. Rồi đi theo mẹ lên xe. Thế nhưng đi được một đoạn, tôi lại quay lại đưa cho anh trai em nhỏ và dặn anh không bao giờ để em nhỏ và vệ sĩ xa nhau. Bởi tôi không muốn chúng phải chịu nỗi đau khổ như tôi và anh trai. Thế rồi tôi quay lại lên xe theo mẹ về quê. Trên suốt con đường đi, tôi ngồi thừ người ra, im lặng rồi nức nở khóc. Tôi chỉ ước gì mọi chuyện không phải là sự thật. Mẹ sẽ không quay về quê nữa, cả nhà sẽ lại đoàn tụ cùng nhau như ngày xưa. Thế nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi mong rằng rồi sẽ sớm được gặp lại anh trai, được gặp lại bố ở một ngày không xa. Hết bài làm 1. Đề bài 2. Phát biểu cảm nghĩ của em về tình anh em trong truyện ngắn
Cuộc chia tay của những con búp bê, tác giả Khánh Hoài. Bài làm. Chuyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê là một câu chuyện buồn xoay quanh hai nhân vật Thành và Thủy. Vì bố mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ mà các em phải chia lìa mỗi người một ngả. Tác phẩm mang đến cho người đọc sự xót xa, ngậm ngùi về hoàn cảnh éo le của hai anh em. Chính sự gắn bó, yêu thương của hai anh em càng làm cho tác phẩm thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc. Cuộc chia tay của những con búp bê được nhà văn Khánh Hoài lựa chọn điểm nhìn là từ nhân vật Thành, tức theo ngôi kể thứ nhất. Cách lựa chọn này khiến cho tác phẩm có cái nhìn chân thực, từng sự kiện, cảm xúc trong tác phẩm cũng gần gũi, sống động hơn trong cảm nhận của người đọc. Mặt khác, lời kể là của nhân vật Thành còn thể hiện được sâu sắc tình cảm yêu thương gắn bó giữa hai anh em Thành và Thủy. Có thể nói, hai nhân vật Thành và Thủy được đặt trong hoàn cảnh vô cùng éo le, đó là hạnh phúc gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, tình cảm anh em bị chia lìa. Cao trào của cảm xúc chính là khoảnh khắc chia tay đầy nghẹn ngào của Thành và Thủy. Vì những bất đồng trong cuộc sống, bố mẹ của Thành và Thủy đã đi đến quyết định ly hôn. Mái ấm gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng người đáng thương, bàng hoàng nhất không phải bố hay mẹ của Thành, mà là hai anh em Thành và Thủy. Hai em còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn mất mát này. Sự chia lìa này khiến cho các em mất đi một mái ấm gia đình trọn vẹn, tình cảm bị tổn thương sâu sắc, không chỉ không được sống với cả bố và mẹ mà ngay cả tình anh em thiêng liêng là vậy cũng bị hoàn cảnh nhẫn tâm chia lìa ngăn cản. Hai anh em Thành và Thủy vốn có tình cảm vô cùng sâu đậm, luôn yêu thương, nhường nhịn và quan tâm nhau. Những cử chỉ của sự quan tâm trong tác phẩm khiến cho chúng ta, những độc giả, những người đứng ngoài câu chuyện phải mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng sau nụ cười ấy lại là những giọt nước mắt xót xa, thương cho hoàn cảnh chia lìa của hai anh em. Thành là một người anh mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc em gái bằng những hành động tự nhiên, chân thành nhất. Thành giúp em gái học hay đến trường đón em vào mỗi chiều tan học. Khi trở về nhà thì hai anh em vừa nắm tay nhau, vừa trò chuyện vui vẻ. Còn Thủy là một cô em gái vô cùng dễ thương, dễ mến, hồn nhiên ngây thơ như chính lứa tuổi của em. Nhưng cô bé ấy cũng rất đảm đang, nữ tính, để ý đến những thứ nhỏ nhặt và giúp đỡ anh trai mỗi khi cần. Thành vì mải mê đá bóng mà làm rách áo, Thủy đã mang kim chỉ ra tận sân vận động để vá áo cho anh. Những cử chỉ quan tâm của hai anh em Thành và Thủy tuy dung dị nhưng sao thật ấm áp, đó là tình cảm anh em thiêng liêng, cao quý hơn bất cứ thứ tình cảm nào khác. Càng ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em thì ta lại càng xót xa khi những khuôn mặt ngây thơ, non nớt ấy thấm đượm nỗi buồn của sự chia ly, mất mát. Hai anh em đã quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của mình, nên khi biết tin bố mẹ ly hôn, mỗi người một nơi, không còn được gặp nhau như mọi khi, thì đó chính là khoảnh khắc khủng hoảng đau đớn nhất đối với cả Thành và Thủy. Hai em còn quá nhỏ để đón nhận nỗi đau không tưởng này. Hai anh em chia đồ chơi, Thành đã nhường hết đồ chơi cho em gái. Ngay trong phút chia ly, sự nhường nhịn của người anh đối với cô em gái nhỏ cũng khiến ta cảm động. Thủy vì sợ anh trai không có người canh lúc đêm khuya nên đã đưa cho anh con búp bê vệ sĩ. Người em gái nhỏ ấy luôn nghĩ về người anh vì muốn anh được yên tâm ngủ mà đã nhường con búp bê vệ sĩ để nó ở bên bảo vệ anh mình. Giây phút chia tay đã đến, hai anh em đều bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của đau đớn, bất lực, dù không muốn nhưng hai anh em vẫn phải chia tay. Thành ở lại với bố, còn Thủy về quê với mẹ. Điều đau đớn hơn nữa, đó là Thủy sẽ không được tiếp tục học nữa, vì nhà bà ngoại cách xa trường học. Từ nay em sẽ theo mẹ ra chợ để bán hoa. Hình ảnh một cô bé còn nhỏ tuổi bị tước đoạt đi hạnh phúc, tước đoạt đi nụ cười của trẻ thơ mà phải sống bươn trải cuộc sống của những người lớn, khiến cho ta vừa đồng cảm vừa xót xa. Cuộc chia tay của những con búp bê thực chất là cuộc chia tay của hai anh em Thành và Thủy. Cuộc chia tay ấy thấm nước mắt của sự bi thương, mất mát. Chuyện ngắn thể hiện được một triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc.
Hạnh phúc gia đình tan vỡ, nạn nhân đáng thương nhất chính là những đứa trẻ vô tội. Chứng kiến nỗi đau chia ly khiến cho tâm hồn non nớt của chúng bị tổn thương, tiếng cười tuổi thơ cũng vì thế mà mang một màu sắc u buồn, thê lương. Hết bài làm 2. Đề bài 3, phân tích nhân vật Thành và Thủy trong truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê. Bài làm. Cuộc chia tay của những con búp bê do Khánh Hoài sáng tác đã để lại những dư âm xúc động sâu sắc trong lòng người đọc. Đọc tác phẩm, hẳn chúng ta sẽ không thể nào quên được hình ảnh của Thành và Thủy, hai đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương, phải chia xa nhau vì những khúc mắc của người lớn. Trước hết, Thành là người có tình yêu thương em sâu sắc. Trong những ngày gia đình hòa thuận, êm ấm, cậu luôn yêu thương, chiều chuộng em, chiều nào cũng đón em đi học về, cùng nắm tay nhau đi và trò chuyện. Cho đến những ngày gia đình sắp phải ly tán, anh em mỗi người đôi ngả, tình cảm cậu dành cho em lại càng sâu đậm hơn. Với tâm hồn của một đứa trẻ nhạy cảm, dù đã gắng gượng nhưng cả đêm Thành vẫn khóc đến mức ướt đẫm cả hai gối. Khi chia đồ chơi, Thành nhường tất cả cho em. Không phải chia nữa, anh cho em tất. Rồi cậu mong sao tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Sau giấc mơ này, mọi việc sẽ trở lại như cũ. Thành còn là một cậu bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế. Chi tiết Thành nhận xét sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Cảnh vật vẫn như hôm qua, hôm kia thôi, mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này? Hay ra khỏi trường, tôi kinh ngạc khi thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật. Những sự suy nghĩ đó càng cho thấy rõ hơn sự nhạy cảm tinh tế của Thành. Đồng thời, sự đối lập giữa ngoại cảnh và tâm cảnh khiến cho người đọc thêm xót xa và cảm thương hơn cho số phận bất hạnh của hai anh em. Ta không chỉ ấn tượng với một người anh, Thành yêu thương, chiều chuộng em, mà còn nhớ về một Thủy, người em có tâm hồn, tấm lòng nhân hậu, trong sáng và cũng hết sức yêu thương, quan tâm anh. Trước hết, Thủy là cô bé chu đáo, luôn quan tâm và yêu thương anh. Bằng đôi bàn tay khéo léo, cô bé đã vá lại chiếc áo rách cho anh thật hoàn hảo. Tối tối sau khi học xong bài, lại võ trang cho con vệ sĩ và đem đặt lên đầu giường để canh giấc ngủ cho anh. Cô bé cũng là đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm trước tình cảnh gia đình phải chia lìa. Anh em phải rời xa nhau, Thủy đã khóc cả đêm, đôi mắt em sưng húp lên như mất hồn, người loạng choạng như sắp ngã khi mẹ yêu cầu chia đồ chơi. Làm sao em có thể sống một cách bình thường khi mà em sắp phải chia tay người em yêu mến nhất? Tác giả đã thật tinh tế và sâu sắc khi nắm bắt chính xác những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Khi chia đồ chơi, trong tâm trạng Thủy xảy ra mâu thuẫn. Một mặt, Thủy chu chéo giận dữ khi anh để con búp bê ra hai phía. Mặt khác lại lo lắng nếu để hai con búp bê theo mình thì lấy ai gác đêm cho anh ngủ ngon. Rồi cuối cùng em quyết định để hai con búp bê lại cho anh để chúng không bao giờ phải xa nhau. Những suy nghĩ, hành động của Thủy trong việc chia búp bê cho thấy em là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, không chỉ yêu thương anh mà còn có tấm lòng vị tha cao cả. Trong hoàn cảnh này, Thủy là một đứa bé vô cùng đáng thương. Em không suy nghĩ cho bản thân mà chỉ suy nghĩ đến người khác vì người khác. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chia ly, Thủy đã có hành động vô cùng bất ngờ. Thủy tụt xuống xe và chạy về phía chiếc giường, đặt con em nhỏ cạnh con vệ sĩ. Dù hai anh em phải chia tay, nhưng tình cảm của hai anh em thì mãi không thể chia cắt. Số phận của Thủy còn có phần bất hạnh hơn anh trai. Có lẽ người anh ở với bố vẫn được tiếp tục học tập, còn với Thủy điều ấy sẽ không thể xảy ra. Trong cuộc chia tay với lớp học, khi cô giáo tặng em bút và vở, Thủy đã từ chối không nhận. Lý do em đưa ra khiến người đọc ứa nước mắt. Thưa cô, em không dám nhận, em không được đi học nữa. Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán. Tình cảnh của em thật đáng thương, Thủy không chỉ bị cướp đi cuộc sống gia đình hạnh phúc, cướp đi người anh trang yêu quý, mà em còn bị cướp đi quyền học tập, vui chơi, quyền cơ bản nhất của mỗi đứa trẻ.
em sớm phải lao vào đời kiếm sống. Để tạo nên thành công của tác phẩm, Khánh Hoài đã kết hợp linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật. Trước hết là việc lựa chọn ngôi kể, lấy người anh, một người trong cuộc chứng kiến và thấu hiểu nỗi đau chia ly, qua đó thể hiện một cách chân thành và cảm động những suy nghĩ, tâm trạng đau đớn xót xa của nhân vật. Xây dựng tình huống chuyện đặc sắc, mượn câu chuyện hai anh em Thành và Thủy phải chia lìa, vừa thể hiện tâm hồn trẻ thơ trong sáng, vừa thể hiện được nỗi đau của trẻ em khi tổ ấm gia đình tan vỡ. Nghệ thuật phân tích, miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc, phù hợp với tâm lý trẻ em. Thành và Thủy là hình ảnh đại diện của rất nhiều đứa trẻ trong xã hội sớm phải chịu cảnh gia đình ly tán. Có hai nhân vật này, tác giả Khánh Hoài cũng gửi gắm đến người đọc những thông điệp ý nghĩa. Tổ ấm gia đình mỗi người là điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Bởi vậy, mỗi thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ, phải cố gắng giữ gìn, không nên vì bất cứ lý do nào mà làm tổn hại những tình cảm tự nhiên trong sáng ấy. Hết bài làm 3. Đề bài 4. Cảm nhận của em sau khi đọc tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê. Bài làm. Quyền trẻ em là một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội hiện nay, bởi các em đều là những đứa trẻ mong manh, dễ tổn thương, cần sự bao bọc và chở che của gia đình. Nhưng hiện nay một thực tế đau lòng là cha mẹ chia xa, gia đình tan vỡ, cuộc đời các em sang trang mới. Chuyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài đã khiến người đọc không kìm được xúc động về hai nhân vật có trong chuyện. Không phải vô cớ, tác giả đặt tên chuyện là Cuộc chia tay của những con búp bê, hẳn là có nguyên do. Bởi rằng búp bê là những thứ vô tri vô giác nhưng lại gắn bó với tuổi thơ của những đứa trẻ. Khi búp bê chia tay cũng là lúc những đứa trẻ đó rơi vào nỗi đau đớn không thể thấu. Và cuộc chia tay của Thành và Thủy trong truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê, cách chọn ngôi kể của tác giả cũng tạo nên ấn tượng và xúc động mạnh của truyện ngắn cứa vào lòng người đọc nhiều nhức nhối về vấn đề quyền trẻ em. Thành và Thủy là hai anh em rất mực yêu thương, đùm bọc, chở che cho nhau từ bé. Tình cảm đó được biểu hiện qua nhiều chi tiết. Như hồi lớp 5, có lần Thành đi đá bóng bị rách áo, chính Thủy đã đem kim chỉ ra sân để vá áo cho anh. Một biểu hiện thật bình dị, giản đơn nhưng đượm tình nghĩa. Hai anh em đi học cũng luôn đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Khi bố mẹ bỏ nhau, hai anh em phải mỗi người một nơi, nỗi đau hiện lên từng khuôn mặt đến ngạt thở. Thủy khóc nức nở, tức tưởi. Trong khi Thành thì cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối. Những giọt nước mắt đó chứa đầy sự đau đớn và tủi nhục khi gia đình tan vỡ. Tác giả đã khiến người đọc không kìm được xúc động khi đọc những câu văn thấm đẫm nước mắt này. Khi mẹ bảo hai anh em chia đồ chơi thì ai cũng nhường cho người kia, vì dường như những con búp bê và cả hai anh em đều không muốn chia xa. Khi Thành chia đôi hai con búp bê, vệ sĩ và em nhỏ cho hai anh em thì Thủy đã có những hành động mâu thuẫn trái ngược nhau. Một mặt Thủy nghĩ rằng anh ác, nhưng mặt khác lại lo lắng vì sợ không có người gác đêm cho anh. Một cô bé giàu tình cảm yêu thương anh tha thiết và chân thành. Điều bất ngờ là ở cách giải quyết của Thủy để hai con búp bê lại cho anh. Hai con búp bê sẽ mãi mãi không xa nhau, anh trai cũng không sợ thấy ma mỗi đêm. Người đọc xúc động trước cử chỉ và suy nghĩ đầy tình yêu này của Thủy. Có thể nói đây là chi tiết đắt giá mà tác giả đã xây dựng một tình cảm vị tha thật đáng ngưỡng mộ. Khi tác giả kể về khoảnh khắc chia tay lớp, thực sự người đọc không kìm được cảm xúc của mình nữa. Khi cô giáo tặng Thủy quyển sổ và cây bút thì Thủy không dám nhận vì em không được đi học nữa. Vì mẹ em sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán. Chi tiết này khiến cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Cũng chi tiết này phản ánh thực tế đau lòng của những đứa trẻ khi bố mẹ chia tay nhau. Cuộc sống của những đứa trẻ rơi vào bế tắc, không lối thoát. Trách nhiệm của bố mẹ đã không hoàn thành khi để những đứa con của mình không được đến trường nữa. Khung cảnh chia tay lớp học của Thủy là khung cảnh ám ảnh người đọc.
một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học lại phải lăn lộn kiếm sống, thật đau lòng. Tác giả đã tái hiện lại quang cảnh sau khi hai anh em rời khỏi trường. Thành kinh ngạc khi thấy mọi người đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng gia đình của hai anh em đã không còn vẹn nguyên, mỗi người một nơi. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt với những đứa trẻ đáng ra được hưởng hạnh phúc. Khánh Hoài với giọng văn nhẹ nhàng, da diết và đầy day dứt đã khiến cho người đọc cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát bao trùm lên tác phẩm. Số phận của những đứa trẻ trong một câu chuyện hôn nhân tan vỡ sẽ như thế nào? Hết bài làm 4. Đề bài 5. Bài học rút ra từ chuyện ngắn cuộc chia tay của những con búp bê. Bài làm. Cuộc chia tay của những con búp bê nằm trong hệ thống truyện ngắn Nhật Dụng với chủ đề chính về quyền trẻ em. Truyện ngắn làm người đọc vô cùng xúc động trước cuộc chia tay đầy nước mắt của hai anh em, hơn thế còn cho thấy vai trò tầm quan trọng của gia đình đối với trẻ thơ. Trong tác phẩm diễn ra 3 cuộc chia tay, cuộc chia tay của vệ sĩ và em nhỏ, hai con búp bê của hai anh em Thành Thủy, cuộc chia tay của hai anh em Thành Thủy, cuộc chia tay với lớp học. Nguyên nhân của tất cả cuộc chia tay này đều xuất phát từ sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của cha mẹ Thành Thủy. Chuyện được kể ở ngôi thứ nhất, nhân vật tôi, người anh là người trong cuộc chứng kiến và chịu những nỗi đau khổ, bất hạnh của cuộc chia ly này, nên câu chuyện diễn ra vô cùng chân thực, cảm động. Trước khi anh em chia ly là những lời tâm sự thấm đẫm nước mắt. Đọc đến đây có lẽ không ai có thể cầm được nước mắt trước tình cảnh đau lòng của chúng. Thủy khóc cả đêm trước ngày lên xe theo mẹ về quê, đôi mắt tuyệt vọng, buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. Người anh cũng chẳng thể khá hơn, dù đã cố gắng kìm nén sự đau khổ nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối và hai cánh tay áo. Làm sao có thể không đau đớn xót xa cho được khi giây phút chia tay của hai anh em mỗi lúc một gần hơn. Việc cha mẹ ly hôn như một tai họa nặng nề giáng xuống đầu hai anh em. Thành lo sợ sẽ phải xa em mãi mãi, em không muốn tin điều ấy và chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thành kinh ngạc khi thấy cảnh vật con người vẫn như hôm qua, hôm kia, vẫn diễn ra đông vui tấp nập, nắng vẫn vàng ươm mà cuộc sống của hai anh em lại tối tăm ảm đạm khôn cùng. Sự đối lập giữa ngoại cảnh và tâm cảnh càng thể hiện rõ hơn tâm trạng bơ vơ, thất vọng của em. Nhưng đọc lại tâm trí người đọc còn là tình cảm hai anh em thắm thiết sâu nặng, sự quan tâm chăm sóc của hai đứa trẻ tội nghiệp với nhau. Thủy quan tâm đến anh từ những việc nhỏ nhất như vá áo cho anh để mẹ khỏi mắng, lấy con vệ sĩ đặt lên đầu giường nhằm canh giấc ngủ cho anh, khi chia đồ chơi cũng nhường hết cho anh và kiên quyết để lại con búp bê để canh cho anh giấc ngủ. Em quả là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, có tâm hồn vị tha, tấm lòng yêu thương cao cả. Thủy không những thương anh mà còn thương cả những con búp bê, không muốn chúng bị chia lìa. Thành sau khi nhận ra sự quan tâm chăm sóc ân cần của em, cậu đã hiểu những sai lầm của mình, mải chơi mà ít quan tâm đến em. Bởi vậy từ đó chiều nào Thành cũng đón em từ trường về, nhường tất cả đồ chơi cho em. Những cử chỉ suy nghĩ của hai anh em đã cho thấy tình cảm yêu thương, sự quan tâm săn sóc nhau của chúng thật đẹp đẽ, nồng ấm. Cuộc chia tay của Thủy với lớp và cô giáo cũng khiến người đọc vô cùng xúc động. Trong lần chia tay này, có lẽ chi tiết xúc động nhất chính là khi cô giáo tặng Thủy quyển sổ và cây bút, nhưng em không dám nhận vì em không được đi học nữa, nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm, mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán. Đọc đến đây có lẽ chúng ta không thể cầm được nước mắt về lời chia sẻ chân thật mà cũng hết sức đau lòng của em. Thủy không chỉ bị tước đi quyền được sống trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc mà còn bị tước đi quyền học tập, vui chơi. Em buộc phải lao mình vào vòng xoáy cuộc sống kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ. Sau những giờ phút chia tay bạn bè, lớp học
Thời khắc đau đớn nhất của Thành và Thủy cũng đến. Thủy như người mất hồn, leo lên xe theo mẹ về quê. Những lời em dặn dò thật xúc động biết bao. Bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em vá cho anh nhé. Và hành động đầy lòng vị tha. Thủy tụt xuống xe, chạy về trước giường, đặt con em nhỏ cạnh con vệ sĩ. Chi tiết làm người đọc thắt lòng. Dù hai anh em phải chia tay, nhưng tình cảm của họ thì mãi không thể chia cắt. Để hai con búp bê cạnh nhau cũng thể hiện mơ ước mãi mãi không chia lìa của Thủy. Tác phẩm không chỉ hay về nội dung mà còn hấp dẫn ở nghệ thuật. Trước hết, truyện ngắn xây dựng tình huống truyện độc đáo, mượn cuộc chia tay của hai con búp bê để nói về cuộc chia tay đầy cảm động, xót xa của hai anh em Thành và Thủy. Ngôn ngữ nhân vật đặc sắc, lối kể chuyện giản dị, tự nhiên, chân thành, giọng kể tự nhiên nên có sức lay động lớn. Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật của nhà văn khá sâu sắc, khai thác tâm trạng của hai anh em qua những tình huống khác nhau. Bằng những nét đặc sắc về nghệ thuật, tác giả đã cho thấy tình cảm anh em thắm thiết, sâu nặng. Đồng thời qua câu chuyện éo le đầy xúc động này, Khánh Hoài cũng gửi gắm đến người đọc thông điệp sâu sắc. Gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là với trẻ em. Mọi người cần có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và vun đắp tổ ấm gia đình để trẻ em được sống và phát triển trong môi trường tốt nhất. Hết bài. Trên đây là 5 đề văn cực kỳ xúc động về tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hoài. Nếu có bình luận gì hãy để lại ở bên dưới. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe tuyển tập những bài văn hay của các cấp nhé.